vẫn có thể tạo được một báo cáo Excel như thế này. Kiến thức này nhất định phải được tiếp thu. Đây là một báo cáo mình làm hoàn toàn bằng pivot table và không sử dụng một hàm Excel nào cả. Các số liệu vẫn được tổng kết theo từng cửa hàng, từng mã sản phẩm và từng tên nhân viên. Mỗi bảng dữ liệu thì đều có biểu đồ để hiển thị thông tin. Thậm chí biểu đồ sẽ chạy theo số liệu như bộ lọc mà bạn muốn hiển thị. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm thử nhé. Đầu tiên thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình một bảng dữ liệu được chuẩn hóa như thế này nhé. Tiếp theo các bạn bấm Ctrl A, sau đó vô Insert, chọn Table, chọn Pivot Table, bấm OK. Sẽ có một giao diện được hiện ra như thế này. Bây giờ mình sẽ tạo những cái bảng dữ liệu để vẽ biểu đồ. Đầu tiên thì mình sẽ bỏ qua cái cục Filter, bỏ qua cục Column. Mình chỉ tạo bằng Row và Value thôi ha mọi người. Bây giờ mình sẽ tạo một cái bảng tổng doanh số cho tên hàng. Mình sẽ kéo cái cục tên hàng này vô Row. Và cái Value này mình sẽ để giá trị là thành tiền. Lúc này mọi người thấy bên cạnh nó sẽ xuất hiện cho mình một cái bảng tổng kết ở đây ha. Tiếp theo mình bấm Ctrl C để chọn nguyên cái bảng này, sau đó bấm Ctrl V để dán cho bên dưới. Bảng này thì mình sẽ tính tổng doanh số cho từng nhân viên, cho nên mình sẽ bỏ cái tích vô ô tên hàng này. Mình sẽ xuống dưới đây và mình chọn nhân viên ha mọi người. Nó sẽ lập tức có cái bảng tổng kết cho mình như này ha. Tương tự như vậy thì mình cũng sẽ copy xuống bên dưới, bỏ dấu tích cho cái tên hàng này và chọn cột cuối cùng là tổng kết theo mã cửa hàng ha mọi người. Sau khi mà mình có ba cái bảng dữ liệu này thì mình sẽ bắt đầu mình vẽ biểu đồ. Thì mình sẽ vẽ biểu đồ cho cái bảng đầu tiên, đó là doanh số theo từng mặt hàng. Mình chọn toàn bộ phần dữ liệu, sau đó vô cái ô pivot table ở đây. Các bạn vô tool, chọn giúp mình là pivot chart. Ở đây mình sẽ chọn biểu đồ là cái 3D này cho đẹp ha, bấm OK. Mình sẽ thu nhỏ kích thước của nó lại ha mọi người. Ở đây các bạn có thể hoàn toàn định dạng cái kiểu biểu đồ của nó bằng cách vô cái icon keyboard ở đây và mình sẽ chọn cái loại biểu đồ mà mình muốn. Ở đây mình sẽ chọn cái thứ ba. Tiếp tục mình sẽ bôi đen các bạn một lần nữa, vô cái phần pivot table ở đây, cũng chọn tool, chọn pivot chart. Lần này mình sẽ chọn là biểu đồ tròn để thể hiện tỷ trọng của từng mặt hàng. Mình chọn 3D luôn ha, bấm OK. Các bạn hoàn toàn có thể thay đổi cái hình thức hiển thị của biểu đồ ở đây nha. Ở đây mình sẽ chọn là cái này ha. Các bạn làm tương tự cho hai bảng dữ liệu bên dưới, một cái biểu đồ cột, một cái biểu đồ tròn. Các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn các loại biểu đồ khác nhau để hiển thị phù hợp với dữ liệu của mình nha. Và cuối cùng thì mình sẽ được một bảng như thế này. Bây giờ thì mình sẽ tạo một cái bộ lọc dữ liệu để chọn lựa cho toàn bộ biểu đồ cũng như là bảng dữ liệu ở đây. Mình sẽ click vô một cái biểu đồ bất kỳ. Sau đó mình vô pivot chart, chọn cái insert slicer. Ở đây mình sẽ lựa chọn theo mã cửa hàng và tên hàng ha mọi người. Nó sẽ xuất hiện hai cái bảng như thế này. Bây giờ để kết nối hai cái bảng này với tất cả dữ liệu thì các bạn chọn một bảng bất kỳ. Sau đó mình sẽ vô slicer, chọn report connect. Chọn kết nối với lại hai cái bảng còn lại. Bấm OK. Làm tương tự cho bảng bên dưới thì tất cả dữ liệu cũng sẽ được kết nối với bảng này nhé. Ngoài ra các bạn cũng có thể chọn chủ đề cho những cái biểu đồ và màu sắc của báo cáo bằng cách là vô Pay Layout. Sau đó mình chọn cái chủ đề màu sắc mà mình muốn ở đây. Ví dụ như là ở đây mình sẽ chọn thử màu cam nhé. Hoặc là chọn màu hồng như thế này xem sao. Để chỉnh nền cho các biểu đồ này thì các bạn có thể click vô biểu đồ mình muốn chỉnh, vô format. Trong phần Shape Style ở đây mình sẽ chọn là Shape Fill và chọn màu các bạn muốn. Ở đây mình sẽ chọn hồng nhạt ha. Tương tự như vậy các bạn có thể đổi màu cho các biểu đồ bên dưới. Ví dụ dưới đây mình sẽ chọn là màu tím nhạt. Ngoài ra thì mọi người nhớ là ghi tên cho từng cái biểu đồ ở đây nha. Hồi nãy mình quên mất không ghi. Bây giờ thì báo cáo của các bạn đã hoàn toàn được tùy chỉnh. Các bạn muốn hiện số liệu nào thì lập tức biểu đồ và bảng dữ liệu sẽ hiện đúng cái dữ liệu mà các bạn chọn ở bên cái bảng slicer này. Chúc các bạn thành công nhé. Tham khảo ngay ba cuốn sách Excel này nếu như bạn đang muốn nâng trình Excel làm việc nhanh, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn nha. Sách có kèm video và bài tập thực hành cho nên các bạn yên tâm, mình hoàn toàn có thể tự học tại nhà mà không cần đến lớp.